gió nữa. Vừa thả bơm xong rồi bạn, bơm 4.000 quả. Chủ yếu giếng anh có đủ nước để chạy con này hay không? Cái gã ghẻ nhỏ nữa kìa. Hoàng cái đám mây cái mình xem coi đỏ chưa, đỏ chưa, đỏ chưa con ơi. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Bơm Mình nha. Nay mình đang có mặt tại Hồ Thượng nha bạn. Chân đập Hồ Thượng đây mà. Của huyện Ea Súp. Lắp cái hệ bơm 5 người gửi cho Chi Đại. Chi Đại ai ghi băng. Chi lớn á, cho ai ghi băng nha. Thì mấy anh em tôi đang lên pin đây. Máy này khá cao luôn bạn, mấy anh em làm vất vả, đập gió nữa, mệt đây. Xung quanh đây, đây là cái vườn của chị đây, trồng rất là nhiều thứ. Đây là bưởi nè, ối lộn này, vú sữa, ồ cũng có quả nè các bạn. Sữa, bên kia là sầu riêng. Bên ngoài đi vào là hàng cao. Bên đây là có trồng cả mắc ca các bạn. Mắc ca cây khá lớn rồi đấy. Đây là cái máy nhà bên em lắp đây, rất là cao. Vừa thả bơm xong rồi bạn, bơm 4.000 W. Cánh inox. Đâu bao nhiêu tầng? 1 2 3 4 5, 5 tầng cánh. Thả bơm nhìn thấy luôn này. Bơm lên chỗ này. Pin mình ở trên kia. Ok, chủ yếu giếng anh có đủ nước để chạy con này hay không thôi. Ống này là ống 60 thôi mà. Thử bơm thôi. Chạy với 16 tấm pin. Đây là sầu nè. Dừa nè. Cái hồ này làm cũng đẹp quá ha. Hồ này làm độc á. Hồ thiết kế độc đấy. Nó có cái gã ghẻ nhỏ nữa kìa. Cái này sầu riêng Thái với ghi 6 à. Trồng 10 mét luôn. Bây giờ bơm đang chạy các bạn. Đang ra ống 6. Trời đang râm. Để chờ chút xíu qua cái đám mây cái mình xem coi đỏ chưa. Đâu buông ra anh. Chắc đỏ chiều luôn. Dương nha. Kêu nó đỏ chưa. Đỏ chiều con ơi. Đỏ. Đó, bây giờ sao đây đỏ chiều nè. Được không? Được không anh phó. Khó chạy. Ê, đây ông Sáu nha. Kiếp chưa? Vậy là tưới cái vườn này tưới có 100 cây sầu riêng à, tưới chứ tưới chắc gặp lộc quá. Cái này phải trên 20 khối. Đúng rồi, nắng êm mà. Nắng êm mà.
Đó như vậy ra không lắp lắp cái gì nữa anh tới. À. Ủa mua khúc ống này được 50 không vậy? Sao thấy con trúc à? Đâu có tới được cái đầu con nói của anh đâu. À. À. À, ép đấy. Cái này bắn cả chắc 2 bát đại. Ừ. Vô lắp mà chưa gặp được chủ đâu hết. À. À. Cho nó bơm xình nguyên cái vườn đi. Cái cuồng ống con khúc mà đẩy thôi gần chết. Đúng. Nặng. Biết chạy được nhiêu không biết. Để lên xem cho các bạn, cho các bạn xem nha. Coi chạy được bao nhiêu. À, nước chạy đã không? Chạy được. Bằng 3.7. 3.6 bằng 7. Làm đi. Hoặc là ở trên đây nó cũng có nút tắt mở nữa nè. Ý là anh hỏi em nha. Dạ. Mình tắt xong một cái là mình phải đừng 30 phút để cho nó dồn hết nước vào cánh quạt. Cái bộ biến tần anh không phải lo vấn đề đó. À, cánh quạt nó chạy qua biến tần, nó không làm cho biến tần mình bay đâu ngược chiều đâu. À. Nên là anh cứ tắt mở nha. Nó không làm cho cái cánh quạt quay. À, cứ vậy xong anh bật lên là chạy thôi. Bật lên là chạy bình thường. Dạ. Bật lên rồi phải chơi nha. Chứ chứ không phải chạy liền đâu. Nó không như điện kia của mình. Có cánh quạt làm sao mà mình xem nó chạy được bao nhiêu thì bấm vô đây, còn nếu không cứ để lại vô bấm vô đây để mình xem được tốc độ đấy nha. RPM nè là tốc độ chạy của động cơ. Dạ. Dạ. Yeah. Thế nha. Đây. Giờ bàn sau 7.